Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với Phương Nam Show của Phương Nam TV. Các bạn thân mến, lúc này thì tôi đang ở cạnh Hồ Văn Lang ở thành phố Việt Trì. Có lẽ là nhiều người cũng hơi ngạc nhiên khi mà tôi lại có mặt ở đây. Tôi ở đây để gặp một vị khách mời khá đặc biệt của bóng đá TV và thể thao TV. Một người đồng hương với tôi, một người tên giống tôi, một người trưởng thành từ phong trào bóng đá Nam Định, nhưng bây giờ thì lại đang gắn bó với câu lạc bộ Phú Thọ. Nhắc đến đây thì có lẽ mọi người cũng đã hình dung ra nhân vật chính của Phương Nam Show ngày hôm nay. Đó chính là Hoàng Nhật Nam, cựu tuyển thủ U23 quốc gia Việt Nam. Cảm ơn Nam đã nhận lời tham gia chương trình Phương Nam Show ngày hôm nay. Sinh năm 1990 ở tỉnh Thái Bình, ngay từ nhỏ, hai anh em sinh đôi Danh Ngọc, Nhật Nam đã thể hiện được khả năng chơi bóng thiên phú. 9 tuổi, tỏa sáng trong màu áo đội nhi đồng Thái Bình ở giải toàn quốc. 2 năm sau, Nhật Nam được các tuyển trạch viên của câu lạc bộ Nam Định liên hệ, chiêu mộ và đưa về ăn tập cùng với đội. Được sự dìu dắt của các thầy, lại thêm bản năng sẵn có, Nhật Nam nhanh chóng phát triển vượt bậc và trở thành ngôi sao mai đầy hứa hẹn. Từ những lứa trẻ U15, U17, thương hiệu bộ đôi anh em Nhật Nam, Danh Ngọc đã làm mưa làm gió ở khắp các giải đấu. Cặp đôi luôn xuất hiện trong thành phần các lứa tuyển trẻ quốc gia. Giải U21 quốc tế báo Thanh niên 2011, Nhật Nam là nhạc trưởng đưa U21 tuyển chọn Việt Nam vô địch. Ở Nhật Nam có một sự chững chạc hiếm thấy ở một cầu thủ trẻ. Chơi ở vị trí tiền vệ tổ chức, anh sở hữu cảm quan không gian thông minh cùng khả năng chuyền bóng ấn tượng. Trước mọi đối thủ, tiền vệ sinh năm 1990 luôn có thể cầm nhịp và giúp đội nhà duy trì thế trận. Đặc biệt, Nhật Nam còn sở hữu thêm vũ khí đáng sợ khác, đó là khả năng sút xa và đá phạt thần sầu. Rất nhiều thời điểm, chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng của anh là đủ để giúp đội bóng giải quyết trận đấu. Gọi Nhật Nam là tiền vệ của hiếm của bóng đá Việt Nam là thế. Đỉnh cao của Nhật Nam đến vào năm 2008 khi anh là nhạc trưởng trong hành trình vô địch Merdeka Cup tại Malaysia của U22 Việt Nam. Sau đó, anh được đăng ký trong đội 1 Nam Định và được quy hoạch một suất cho thành phần đội U23 chinh chiến tại SEA Games 25. Tưởng chừng những năm tháng khởi đầu như mơ ở cấp độ trẻ sẽ là bàn đạp giúp Nhật Nam tỏa sáng. Nhưng rồi sự nghiệp của cầu thủ quê Thái Bình lại chơn chuyên theo những thăng trầm của bóng đá Nam Định. Thời kỳ vàng son của đội bóng Thành Nam đi qua để lại tương lai mơ hồ và chấp chới cho những cầu thủ. Năm 2010, Nam Định xuống hạng, từ đó lao dốc không phanh. Nhật Nam cùng với những đồng đội rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Sau những vướng mắc cùng đội bóng chủ quản, và đến tận năm 2015, anh mới có thể rời Nam Định để tìm kiếm bến đỗ mới. Tiền vệ sinh năm 1990 quyết định nam tiến để phát triển sự nghiệp. Anh đầu quân cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh của huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn và góp công trong chiến tích vô địch giải hạng nhất của đội bóng thành phố mang tên bác. Đó cũng là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của cầu thủ này. Nhưng như một định mệnh trớ trêu, sự lận đận vẫn không chịu buông bỏ Nhật Nam. Thành phố Hồ Chí Minh lên hạng, đổi chủ sở hữu và sau đó tiến hành cuộc thay máu lực lượng triệt để. Nhật Nam nằm trong diện không đạt được thỏa thuận hợp đồng, đành quyết định khăn gói ngược lên miền Trung để đầu quân cho câu lạc bộ Khánh Hòa của huấn luyện viên Võ Đình Tân. Về với Khánh Hòa, Nhật Nam được tận hưởng cảm giác chơi bóng tại đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt và chỉ bảo tận tình của huấn luyện viên Võ Đình Tân, tiền vệ sinh năm 1990 không mất nhiều thời gian để hòa nhập với lối chơi chung của cả đội. Mùa đầu tiên, Nhật Nam được ra sân hơn 800 phút. Sang đến mùa thứ hai, anh chơi tổng cộng hơn 1.000 phút, có được 2 bàn thắng và thể hiện tầm ảnh hưởng rõ rệt lên cả tập thể. Từ cầm bóng, phân phối, điều tiết cho đến sút xa, đá phạt, những gì Nhật Nam thể hiện ở đội bóng phố biển đã cho tất cả thấy. Dù lỡ dở nhiều năm với V-League nhưng trình độ và tài nghệ của anh vẫn còn đó để thoải mái vẫy vùng ở hạng đấu khắc nghiệt này. Nhật Nam và Danh Ngọc là một trong những trường hợp hết sức đặc biệt của bóng đá Việt Nam, một cặp mà có thể nói là song sinh duy nhất trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, rồi thậm chí là trở thành những ngôi sao, những niềm hy vọng của bóng đá Nam Định. Nhưng nhắc đến Nhật Nam thì người ta nói đến một cái cụm từ, đó là cái sự nghiệp nó có quá long đong và lận đận. Vậy thì em cảm nhận thế nào về cái cụm từ này? Nó có đúng với những gì mà em đã trải qua không? Nói chung là cái cụm từ này rất là đúng với cái sự nghiệp của em, sự nghiệp bóng đá của em. Đến những lúc mà em nghỉ đá banh rồi, từng đêm làm lại, mình cũng thấy nghĩ lại, tua lại cái quãng thời gian mà chơi bóng của mình cũng cảm nhận được là cái sự nghiệp của mình quá lận đận. Bây giờ chúng ta nói về mình trước đi. Khi mà nhìn một cái sự việc nào đó, mình tìm một cái vấn đề nào đó thì mình nên nhìn vào mình trước, đúng không? Vậy thì Nam nhìn lại thì cái lỗi của Nam là ở đâu? Lỗi của em là cái phong độ để giữ được cái phong độ mà cho nó dài thì em đánh mất cái phong độ. Tại sao đấy? Có thể là em chủ quan, có thể là 1 đến 2 vòng đấu, hay 3, có thể 3 vòng đấu, có thể 4 vòng đấu, có thể 5 vòng đấu em chơi rất tốt, nhưng đến vòng đấu thứ 5 em lại có một cái chủ quan. Đó là cái nguyên nhân mà do em. Cái xuất phát điểm của Nhật Nam thì có thể nói là rất là tốt. Cả Nhật Nam, cả Danh Ngọc đều có xuất phát điểm tốt, đều được đánh giá rất cao. Khi bọn em mới có 17, 18, 19, đôi 10, thậm chí là đánh giá là những cái tài năng tương lai bóng đá Việt Nam cơ, chứ không chỉ là Nam Định. Thủ lĩnh của U21 Nam Định vô địch, thủ lĩnh của U21 Việt Nam thi đấu thành công ở Pleiku, đúng không? Lúc đó là thời kỳ đẹp nhất. Nhưng rồi sau đó thì người ta cứ thấy rằng Danh Ngọc rồi Nhật Nam cứ mờ dần và mãi không lên được đỉnh cao như người ta kỳ vọng. Em giải thích thế nào về điều này? Nếu mà do bản thân em thì cái thời điểm đó là lúc mà cái sự nghiệp của mình nó trên đội tuyển ấy, có thể là nó rất là tốt, rất là suôn sẻ, nhưng mà khi mình về đến cái môi trường lúc ấy Nam Định xuống hạng rồi, là cái giải hạng nhì, thì cái sự cạnh tranh cho cái sự phấn đấu của mình ấy, nó không còn nữa, và mình cũng buông xuôi theo, đúng rồi, cũng trùng theo cái hệ thống đó, thế mình lại đánh mất mình luôn. Nhưng nghĩ lại thì bây giờ thì tiếc, đúng không? Nghĩ lại thấy tiếc. Nhưng mà nhiều lúc ấy mình cũng lên đặt vấn đề với ban lãnh đạo để xin đi, để đền bù hợp đồng. Nhưng có thể là lúc đó là cái cơ chế của bóng đá Nam Định nó chưa được thoáng, nên cũng phải giữ chân cầu thủ lại, thì làm cho cái sự phát triển của em nó không còn nữa. Ví dụ như có thể có đội bóng của em nghe thông tin là có nhiều đội bóng đẩy ra về đặt vấn đề, nhưng mà lãnh đạo Nam Định lúc đó không cho đi. Ngày mai là khai mạc giải, hôm nay là em chuẩn bị đồ em đi rồi, đi đội bóng khác rồi. Lúc em nếu nhớ không nhầm là lúc em chuẩn bị đi Quảng Ninh rồi, nhưng mà đến phút chót bị bè kèo. Bị bè kèo lại, đúng không? Anh nghe nhiều người ở Nam Định nói về anh em Danh Ngọc Việt Nam thì tất nhiên là các bạn ấy rất là tài năng, các bạn ấy rất bản lĩnh và lì lợm nữa. Đấy, đôi khi là có những người thầy nào mà hiểu thì Nhật Nam Danh Ngọc rất là nghe, nhưng mà có những người thầy nào mà không hiểu mà càng áp mạnh thì Nam với Ngọc càng bật. Đúng không? Điều đó có đúng không? Dạ đúng. Em có thể chia sẻ kỹ hơn về câu chuyện này hoặc đưa ra một vài cái ví dụ. Lúc đó là Ngọc với chú Hảo nữa còn Nam Định, có thể em với lại chú Doãn Dũng. Nhưng mà đối với những người mà huấn luyện mà hiểu em rồi, ví dụ như chú Sĩ, chú Lưu hay là chú Cường, cũng phải đặt địa vị vào bọn em. Tại sao mà những người đó bọn em nghe mà những người kia cũng nghe? Vì có những cái mà mình nghĩ lại mình cũng đúng, mà các thầy đó cũng đúng, nhưng mà cái tuổi trẻ thì không tránh khỏi được những cái đó, vì lúc ấy mình chưa suy nghĩ được chín chắn như bây giờ. Em cũng bày tỏ muốn nguyện vọng ra đi, xong rồi khi mà không thể ra đi ấy, thì có bao giờ Nam nghĩ rằng mình trùng xuống, mình cố tình, mình hòa vào cái dòng đó, xong mình chán nản mà mình tạo ra một cái ấn tượng không tốt, sau đó để cho đội bóng quản lý của mình họ cảm thấy chán và họ muốn đẩy mình đi. Mình bao giờ có cái tư tưởng giống như thế không? Có, em có một thời gian em cũng làm thế ở Nam Định. Nhưng mà lúc đó là phải nghĩ đến là cái lúc đó là cái thời điểm đó là Ngọc đòi đi. Mà Ngọc đi trước rồi, mà Ngọc phá hợp đồng. Nó để lại những cái nhiều cái tai tiếng, nên để lại những cái gai trong mắt của những người lãnh đạo Nam Định. Để rồi những người lãnh đạo khi Ngọc đi rồi, những người lãnh đạo Nam Định trút hết cái giận đấy xuống đầu em. Để rồi với cái đó là cũng là một phần cái sự nghiệp của em nó lận đận. Bây giờ khi mà nghĩ về Nam Định thì trong em nó là những kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm ngọt ngào, hay là nó vẫn có một chút gì đó cay đắng? Nếu mà nghĩ về Nam Định, nó có 60% là cay đắng, còn 40% là sự ngọt ngào. 40% ngọt ngào là với những người đồng đội, với những khán giả, với những người mà cứu mang em trong cái thời điểm em lúc khó khăn nhất ở Nam Định. Còn 60% cay đắng là em dành cho những cái cơ chế, cho những người lãnh đạo mà cơ chế nó quá là bao cấp, làm tụt đi cái sự phát triển của sự nghiệp của mình. Nhắc đến Nam Định, nhắc đến sự ngọt ngào thì có lẽ là chúng ta phải nhắc đến người thầy đầu tiên. Lúc đó là năm 2000 em với Ngọc có sang sân nhà thi đấu Nam Định thi đấu cái vòng loại cúp Milo với lại vòng bảng với nó, thì lúc đó là em với Ngọc cũng tạo được ấn tượng. Nói ba em là rất là người rất đam mê đá, lúc ấy là đá thua Hà Tây, ba hết giờ ba em từ trên cái này lao xuống bà tay Ngọc vì sao để thua và đá dở. Thế là lúc ấy là chú Lưu là bây giờ thầy là người thầy đầu tiên của em mới đứng ra nói là anh bình tĩnh. Thế từ đó là chú Lưu mới liên lạc với gia đình em, xin lãnh đạo sở, xin chế độ cho em với Ngọc, xin sang Nam Định. Thì lúc ấy là cái U11 với U13 của Nam Định anh là nó chưa có cái nhà để ở. Lúc ấy là có tập ở dưới cái ngầm bể bơi ấy. Thì chỉ có những cái cầu thủ nào mà thật sự là đặc biệt thì chú Lưu ấy xin nhận về nhà chú Lưu nuôi, nuôi như một người con nuôi, cũng xin chăm chút cho. Có khi em nhiều khi đến bây giờ em nghĩ đến chú Lưu còn chăm con chú Lưu còn không bằng chăm em Ngọc. Dạ đúng rồi, anh hùng. Có những lúc mà thầy bảo là thầy buông lơi anh hùng, nhưng mà riêng hai thằng là thầy không bao giờ buông lơi. Rồi sau đó thì thầy dẫn dắt bọn em như thế nào để mình tiến bộ và được lên đội một rất là nhanh? Có những ngày mà sáng mà anh tưởng tượng là mùa đông, thầy bắt chạy hồ, thầy bắt tâng bóng, thầy bắt tập những cái kỹ thuật làm tốt nhất. Xong rồi lúc ấy là thầy có chơi thân với chú Sĩ, thì lúc ấy là đội một tập. Thì ví dụ như đội em tập xong là hai thằng ra có thể chơi bóng với chú Sĩ, thì mình với anh Trung Kiên lúc đó với thầy Văn Dũng, nên bọn em được tiếp xúc với cái môi trường chuyên nghiệp sớm, với lại được có cái tính của thầy nữa, rất mạnh mẽ, nên bọn em cho mình được cái phát triển rất là nhanh. Năm em không nhớ không nhờ 16 tuổi Ngọc đã lên đội một, là nửa năm sau này em lên luôn. Mối quan hệ của hai thầy trò sau này diễn biến như thế nào? Có những thời điểm là thầy với trò nó như kiểu là không nhìn mặt nhau nữa. Vì lúc đó là em với Ngọc là muốn ra đi, mà lúc đó đội bóng là lợ lương, nợ đến 4-5 tháng lương, tiền thưởng cũng lợ. Nên mà em có nói chuyện xin đi, thầy cũng bảo là nếu mà xin đi thì đừng bao giờ nhìn mặt thầy nữa. Có thời điểm thầy giận lắm. Nhưng rồi đến khi mà lúc mà thầy không còn làm sở nữa, thầy về hưu, thầy sang năm Ninh Bình, lúc ấy là đi theo chú Sĩ để là thầy làm đào tạo trẻ với nó, công tác trẻ nó. Lúc ấy thầy trò lại hàn gắn nhau này, thầy mới hiểu được lúc đó là mình ra đi vì sự chuyên nghiệp, vì bóng đá chuyên nghiệp, chứ mà mình ra đi vì cái đồng tiền, vì cái môi trường bóng đá đỉnh cao. Vì trong em lúc nào cũng mong muốn em chơi ở V-League. Cuộc đời em, cái tuổi thanh xuân của em còn ở cạnh thầy nhiều hơn ở cạnh bố mẹ. Nên lúc mà thầy mất không thể về bên thầy, lúc thầy bạo bệnh em cũng không được ở gần thầy một giây phút nào luôn. Lúc đó em ở đâu và hai thầy trò có hay nói chuyện? Lúc đó là em đang làm sứ mệnh lớn, lúc đó là phải đưa bóng đá Nam Định trở lại, đá trận lên hạng ở Quảng Nam. Lúc là 2 giờ đêm mà anh Hùng có điện thoại, thầy mất rồi, em có về được không? Thầy bảo ngày mai thi đấu, nguyên đêm mà không ngủ được. Và nó năm đó cũng không lên hạng được. Sau đó thì mùa giải sau nữa thì đội mới có thể lên hạng được đúng không? Đúng rồi. Nếu như mà thầy mà còn ấy, thì tôi chắc chắn là cái con đường sự nghiệp của Ngọc với Nam nó sẽ thay đổi lớn ấy. Hơn chắc chắn là nó phát khác như bây giờ. Và ngay cả các bạn ấy cũng cảm nhận được là cái việc đó. Mà hầu như một số bạn cùng ở trong cái đội bóng, cái lứa của bạn ấy mà đang phát triển cũng cảm nhận được cái việc đó. Còn 60% cay đắng, có thể nói cụ thể hơn về những cái sự cay đắng này. 60% cay đắng là nằm ở những cái bản hợp đồng mình ký. Em có thể em nhớ không nhầm, em Hiếu Khôi từ trên taxi bước xuống Vừa đi U21 quốc tế về, bị mời, nói chung là mời vào phòng để ký hợp đồng. Mà ký hợp đồng giấy trắng nên bọn em cũng không biết là hợp đồng gì luôn, chỉ biết là hợp đồng để đăng ký. Nên bọn em ví dụ như bây giờ là không, bọn em bảo là phải ghi rõ. Nhưng mà bây giờ lãnh đạo nói là nếu bây giờ không ký thì xuống đội trẻ thôi. Thì lúc đấy là còn mình còn cả một cái nguồn kinh tế cho gia đình cũng khó, thôi đành em hẳn ký. Và những cái lúc mà lên đi rồi, chuẩn bị đi rồi, đi có đội rồi, người ta quay ngắt lại mình, người ta không cho mình đi nữa. Cũng chỉ vì một cái ví dụ như không biết nó có cái tác động nào bên ngoài không. Những cái lúc mà em buồn nhất với lãnh đạo là mình ở lại công hiến 3 năm hợp đồng, sao người ta lại có thể đưa một cái bản hợp thanh lý đưa cho người bác sĩ, đưa cho mình, sao người ta không gọi mình lên cũng như thế, cảm ơn mình đã công hiến cả một thanh xuân cho đội bóng. Lúc thăng lúc trầm em đều có mặt. Trước thì Nam có đề cập đến cái việc là mình như một cái thùng để trút giận về cái sự việc của Danh Ngọc. Nam có thể nói rõ về điều đó. Cái hợp đồng của em nó với Nam Định nó còn một năm nữa, mà lúc đó đội bóng rất là đang khó khăn, mà Quảng Ninh sẵn sàng trả một năm hợp đồng đó với giá 1 tỷ. Em thấy lúc đó là em cũng ra đi cũng được rồi, mà cũng mang lại cho đội bóng một cái nguồn thu nhập, mà cũng tạo được cho em được cái sự phát triển. Tại sao đến bây giờ em gặp lại những đồng đội cũ của em rời khỏi Nam Định, ngồi tâm sự với nhau, em hỏi thật lòng họ có muốn quay lại không, đều không muốn quay lại. Tại sao bọn em nhiều khi anh em Nam Định đi với nhau hỏi những anh em ở các đội bóng khác có muốn quay về, người ta muốn quay về lắm chứ, người ta muốn quay về cái nơi mà đào tạo cho mình. Nhưng tại sao anh em Nam Định đi rồi không quay về nữa? Tại sao như vậy? Vì nó có một cái gì đó đằng sau mà để cho anh em không bao giờ muốn quay lại nữa. Vì biết khán giả rất yêu, rất nhớ, rất mong, nhưng mà mong khán giả thông cảm và hiểu cho bọn cầu thủ của em. Thực ra thì bây giờ khi mà mọi thứ nó đã qua đi hết rồi thì không biết là cảm nhận của em thế nào, thì anh vẫn nghĩ về Nam Định với một cái sự trân trọng. Bởi vì nếu mà không có Nam Định, không có những cái ngày tháng tuổi trẻ thì không có mình ngày hôm nay, đúng không? Dạ, đúng. Thế có thể là có những cái giai đoạn mình không vui, có những giai đoạn mình bức xúc, có những giai đoạn nó dồn nén. Nhưng khi mình ngoảnh lại thì nếu như không có thầy Lưu, không có những cái lớp U11, U13, 15, 17, 19 thì cũng không có Nhật Nam, không có Danh Ngọc của sau này, đúng không? Đúng rồi. Thì em cũng trân trọng lắm. Em luôn luôn trân trọng. Chứ không phải là mình nói ra như vậy là mình không trân trọng, không đàn ông. Nhưng không phải vậy, mình phải có được cái xấu, cái đẹp, nó mới tạo được lên cái cuộc sống. Cũng có thể là sau chương trình ngày hôm nay có thể xóa bỏ được cái 60% cay đắng đấy rồi, đúng không? Và nó cũng là một thứ mà chúng ta suy nghĩ về thời kỳ bóng đá bao cấp, thời kỳ bóng đá mà mọi thứ nó cơ chế, nó trói buộc cầu thủ. Cũng phải thừa nhận rằng cái việc cơ chế đó nó cũng khiến cho Nam Định mất đi nhiều những cái cầu thủ tài năng mà không thể phát huy được. Nam với Ngọc có cho rằng bọn em sống hơi bản năng, nó đôi khi nó thiếu đi cái sự hòa đồng với mọi người, và nó cũng là một phần khiến cho mình không có được thành công ở một số câu bộ mình thi đấu. Nó cũng là một phần để có thể mình không có thể hòa nhập được. Có thể là những người mà ở với mình lâu năm thì người ta sẽ hiểu mình. Còn ví dụ như mình đến một cái câu bộ mới thì nhiều người ta không hiểu mình. Thế là mình tự mình đánh mất cái sự tự tin của mình trong cái tập thể. Đó. Em nghĩ vậy, em sống theo bản năng. Vậy thì Nam Định như vậy rồi, và khi chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh, mọi thứ thì nó cũng có vẻ ổn như một số thời điểm, nhưng mà tổng thể thì nó vẫn cứ trục trặc. Tại sao? Có thời điểm nói chung là lúc ấy là em, nếu mà bạn để mà nhận xét thì lúc ấy là em không chăm chút về nghề. Có những thời điểm em suy nghĩ nó hơi lỏng lẻo về với nghề. Cái lúc thành phố là ví dụ như có thể cuối mùa mình cố gắng lên thì mình sẽ khác, mình thả lỏng quá sớm nên mình không ấy. Cụ thể là mình sa đà vào chuyện gì, hay là mình vì sao mình không giữ được cái điều đó? Nói chung là lúc thành phố là yêu đương, bạn gái. Bình thường là đi chơi thì nhiều khi là tập luyện nó không được tập trung. Em nghĩ rằng ở trong toàn bộ quãng đời của em thì giai đoạn nào là giai đoạn đẹp nhất? Giai đoạn mà đẹp nhất sự nghiệp của em nó có hai giai đoạn. Em về với Khánh Hòa và cái mùa 2008 tại Nam Định, 2011 tại Pleiku là quãng thời gian ba năm là cho em đẹp nhất của sự nghiệp. Và giai đoạn buồn nhất? Giai đoạn buồn nhất Thành phố Hồ Chí Minh, buồn nhất và lúc đó là năm 2012 là xuống 2 hạng, đó là sự buồn nhất của sự nghiệp. Cái giai đoạn mà em thi đấu ở Sana Khánh Hòa, Việt Nam, em cũng đã thừa nhận là đó một trong những giai đoạn đẹp nhất của em. Cũng đã có thời gian anh theo dõi, anh thấy rằng thời đó Nam chơi hay thật và cũng đã trở thành một phần quan trọng của đội bóng phố Biển. Nhưng mà không hiểu tại sao cái quãng thời gian nó quá ngắn và sau đó thì lại mất tích một cách rất là nhanh chóng. Nếu mà bảo là mất tích nhanh chóng thì không phải. Có những thời điểm em có thể đá, có những thời điểm lúc đó là nói chung là cái thể lực của em nó không được đảm bảo. Mà cái lối đá của Khánh Hòa là lối đá thể lực. Thì có thể là thầy Võ Đình Tân sắp xếp con người phù hợp với cái chiến thuật đó, với cái lối đá đó, thì có thể mình không đá. Xong rồi cái quãng thời gian đó là Khánh Hòa cũng xuống hạng, thì lại quyết định trong đầu lúc ấy là có baby. Em mới suy nghĩ là tôi bây giờ đi từng mấy năm rồi mà gặp được cái người phụ nữ của mình đã có con cho mình thì em muốn lui về để chăm sóc gia đình. Có suy nghĩ nhiều về cái quyết định đó không? Em suy nghĩ nhiều. Có thời điểm lúc ấy em còn một đấm hợp đồng với Khánh Hòa mà em quyết định em bỏ. Em suy nghĩ mất tuần đó, em mới ra quyết định, rồi quyết định về. Và sau khi quyết định xong thì mình có thấy ân hận, có thấy sai lầm với cái quyết định của mình không? Không, em đã quyết định một cái gì đó là em không bao giờ em ân hận với cái quyết định của mình. Vì có thể là mình không đá bóng nữa nhưng mà mình về đến gia đình mình mới cảm nhận được cái sự vất vả của người phụ nữ, cái sự mà một mình chăm con của người phụ nữ hàng đêm khi mà không có người đàn ông bên cạnh thì mới thấy được cái giá trị của cái gia đình. Anh nhớ rằng có một cuộc phỏng vấn nào đó trong cái giải đấu U21 quốc tế sau trận đấu của U21 Việt Nam. Anh nhớ lúc đó Nam trả lời với một cái sự tự tin, mục tiêu là được lọt vào đội U23 tham dự SEA Games, mục tiêu sẽ trở thành tuyển thủ quốc gia. Nhưng cuối cùng thì mình không đạt được cái mục tiêu đó. Và đến bây giờ thì Nam nghĩ thế nào về điều này? Thì lúc đó cũng có nghe là 3 người trong danh sách được tập trung U23. Nhưng đến khi phút chót không thấy có tên nữa. Cũng lên hỏi, hỏi huấn luyện viên U21 Việt Nam. Vì lúc đó huấn luyện viên U21 Việt Nam có báo là 3 người được lựa chọn có thể lên dự SEA Games. Nó nằm ở SEA Games tại Indo. Đến khi không có phút chót mà nói cái giải đấu đó mình chơi rất là tốt. Nói chung là có những cầu thủ mà không có thể không nghĩ cái giải đấu đó là cầu thủ không chơi tốt mình có thể có cái may mắn. Như vậy là đỉnh cao lớn nhất sự nghiệp của em trong màu áo đội tuyển quốc gia có lẽ là chức vô địch U22 ở Merdeka Cup. Dạ đúng rồi. Giải đó em đã chơi như thế nào? Nói chung là lúc ấy là tuổi trẻ, không chưa nghĩ là mình chơi như nào, cứ vào sân là chơi hết mình, cứ vào sân là chơi với những đối thủ rất là mạnh. Lúc đó mình đội Việt Nam mình là đội U22, còn mấy đội tham dự giải đều là đội tuyển quốc gia hết. Người ta chuẩn bị cho AFF Cup. Lúc đó là chị huấn luyện viên Mai Trung làm là nối đá phòng ngự vì gặp những đối thủ rất là mạnh nên nếu mà chơi mà tấn đôi công người ta không chơi được. Vậy này cái trình độ của mình U22 mình với đội tuyển quốc gia nó còn các đội nó còn quá xa nên cứ bảo vào sân mình chơi hết mình, chạy hết mình. Đá với nối đá phòng ngự thì giải quyết ở trận đấu trong những đoạn luân lưu. Nếu như để tự mình nhìn nhận, đánh giá bản thân mình thì Nhật Nam sẽ đánh giá rằng điểm mạnh nhất về mặt chuyên môn của Nam là gì? Sút xa và cảm nhận không gian với chuyền bóng cự ly trung bình. Cái này là bản năng hay là do em tập luyện và tự tạo ra một cái hình mẫu nào đó? Thế mà ngày xưa cũng hay tập với cả anh nghệ sĩ lắm, chú sĩ lắm đúng không? Nói chung là em nó kết hợp hai cái, một là cũng bản năng cũng một phần và cũng tập luyện. Mà lúc ấy là lúc tập luyện cùng với những cái người mà có những cái thế mạnh. Ví dụ như có thời điểm em tập luyện với anh Trung Kiên, có là tập luyện với lại chú Sĩ. Lúc bấy giờ là thầy ở gia đình với thầy, thầy có những cái băng hình cho mình tiếp xúc ngay từ bé, nên mình có thể biết được những cái nào mình cần. Người thì nhỏ tí tẹo teo nhưng sao lại sao sút lực tốt mà lại có độ chính xác cao thế? Anh có nhớ rằng cái sau cái cuộc phỏng vấn cũng ở cái giải U21 quốc gia đó, em hình như là có một tình huống sút phạt thành công ấy. Xong rồi người ta hỏi đấy là tình huống ăn may hay là như nào thì em nói là đấy là sở trường của em, rất tự tin. Đúng rồi. Thì em còn nhớ mà em đối đầu với anh, lúc đó anh nắm hạng nhì của Viettel. Thì em có ghi bàn thắng sút xa, lúc đó là đang hòa 0-0. Em là người giải quyết cái trận đấu đó, em còn nhớ. Đấy là bí quyết là do phẩm chất cá nhân của mình hay là em tập luyện nhiều thì em sẽ thực hiện điều đó? Nếu nói mà sút mà xa mà chuẩn, để mà đến bây giờ em suy nghĩ lại thì nó là cái cố gắng mà tập luyện mà không. Nó là thời điểm lúc đó là 9 tuổi, ba em huấn luyện, hai anh em. Mà ba thì có học gì về trường lớp huấn luyện gì đâu, nhưng mà ba chỉ cho anh em ra sút bóng. Lúc đó là cũng đập cho ba nhá, sút vào, em nhớ là sút vào một cái cửa sổ của trường mầm non của xóm. Thì với lại ba cho chuyền dài, chuyền trung bình, thì có thể là đến bây giờ em nghĩ là lúc nào em cũng làm tốt hơn là Ngọc về hai cái đó. Bây giờ chia sẻ một chút về người anh em song sinh của mình đi. Thì đúng như anh nói, Ngọc là người phát triển rất là tốt. Cái điểm phát triển lúc đầu rất là tốt. Ngọc chơi ở những thời điểm cũng chơi rất tốt. Nhưng mà cái tính ngông cuồng tuổi trẻ của Ngọc đã tự làm đánh mất đi cái sự nghiệp mà để bây giờ Ngọc thấy hối hận. Tuổi trẻ Ngọc chưa suy nghĩ chín chắn, Ngọc ngông cuồng, Ngọc bất cần đời. Lúc ấy là Ngọc là được ví như một thần đồng bóng đá Việt Nam. Em nghĩ là Nhật Nam hay hơn hay Danh Ngọc hay hơn? Nói chung là 50-50 anh. Mỗi người có cái hay. Điểm mạnh của Ngọc là gì? Điểm mạnh của Ngọc là đi bóng, qua người, chuyền, sút phạt. Còn Nhật Nam của em là cầm trịch, phân phối và chuyền bóng. Anh em song sinh thì nó hay có những cái sự liên kết mà người ta nói rằng là những cái sợi dây vô hình ấy. Vậy thì với Nam và Ngọc nó có những cái điều tương tự như vậy không? Có thể trong sân. Có thể nhiều lúc em chưa nhìn thấy nhưng mà em biết Ngọc đã chạy rồi. Ngọc không cần gọi. Nhưng mà Ngọc cũng biết là tình huống em nhận bóng đó là em sẽ quay sang em truyền quả điểm cho Ngọc. Thế còn những cái việc chia sẻ vui buồn tâm sự, hai anh em có hợp tính nhau không? Và có hay nói chuyện hay chia sẻ với nhau về những câu chuyện trong bóng đá như trong cuộc sống không? Ngọc với em thì nó như kiểu là nó không hợp tính, nên ít khi chuyện chia sẻ lắm. Nhưng mà có thể là Ngọc với em chia sẻ qua một người, ví dụ như qua mẹ. Vì em với Ngọc là không có được cái sự tự tin để chia sẻ với nhau, ngồi với nhau. Không nói chuyện được với nhau. Không đối thoại được với nhau. Có đối thoại với nhau nhưng mà cũng đối thoại với nhau chỉ trên 5 phút, 10 phút chứ không đối thoại lâu được. Không tâm sự được. Không tâm sự lâu được. Có hay đánh nhau, cãi nhau. Bé thì cũng hay đánh nhau, cãi nhau lắm. Đến lớn thì bây giờ có vợ con này, hai người có vợ con này, về ăn cơm nhà vẫn cứ ngồi cũng chậm chẽ với nhau bình thường. Nhưng mà chậm chẽ với nhau đấy nó không phải là mình ghét bỏ nhau, chậm chẽ với nhau xong nó lại thôi, xong nó lại cười hề, cũng lại nói chuyện này với nhau bình thường. Hai anh em có những cái sự chia sẻ với nhau như thế nào? Khi mà Ngọc đi Ninh Bình với một cái bản hợp đồng bom tấn đấy thì Nhật Nam được lợi điều gì? Thì Ngọc cũng sắm sửa cho em, cũng sắm sửa một cái nhà cho em với bà ở Nam Định. Thời điểm đó thì cũng xe cộ Ngọc cũng sắm hết mà. kể lại một chút về cái chặng đường đến với bóng đá của hai anh em đi. Có vẻ như là ba thì là người thầy đầu tiên rồi à? Dạ, ba. Sau đó thì như nào? Bắt đầu đến với bóng đá và yêu bóng đá như nào? 96, lúc đó là 6 tuổi, lúc đó là biết đá bóng. U11, U11 Thái Bình vô địch. Vô địch trong Đà Nẵng. Là ba có chở hai anh em đi xem đoàn Thái Bình đưa đội về. Xong rồi xem được trực tiếp ở trên cái kênh Thái Bình đó. Thế bắt đầu cái đam mê của mình, bắt đầu ba với uốn nắn. Ba lúc đó là làm gì có những cái phương tiện mà đại chúng như bây giờ. Bảo nhà mẹ làm giáo viên thì có được cái tờ báo của Đại đoàn kết. Thì nó có cái chương trình mà Milo mà em nhớ không, là bạn bây giờ những người mà đồng đội của em U17 quốc gia là Hoàng Minh Tâm, Quang Huy của Quảng Nam. Có thi cái chương trình Milo mà Đông Nam Á ở sân Đầm Sen hay Công An gì đó. Được giải thì là lúc đó là bấm giờ là 1 phút hay là 2 phút gì đó, tâng 100 trái banh ấy, hay là 200 trái banh ấy. Thì ba cũng bắt đầu ép hai anh em vào cái khối lượng như thế. Xong rồi không có được những cái marker như bây giờ thì ba mua những cái bô, cái van, cái phễu của Đông Diệu ba cắt đi, ba úp xuống cho anh em dẫn bóng. Có những cái cọc mà ba đi chặt mua cọc tre về, ba sơn cắm cọc cho anh em dẫn bóng bằng cọc. Huấn luyện viên cũng rất là chuyên nghiệp, rất là tỉ mỉ từ nhỏ này, đúng không? Và ba cũng là người dẫn hai anh em sang giao cho thầy Lưu, đúng không? Mẹ thì sao? Mẹ có ủng hộ hai cậu con trai đi theo sự nghiệp bóng đá không? Mẹ em thì thật sự là đến thời điểm bây giờ mẹ còn không ủng hộ. Mẹ vẫn thấy mà mẹ thấy tiếc rồi đấy, mẹ cho hai thằng đi bóng. Chứ thật sự là ba là người quyết định hết. Sự nghiệp còn đủ áo số của em Ngọc, chứ không phải là mẹ. Ba là người quyết định hết. Nhưng mẹ thì muốn hướng cho anh em đi công an. Thấy hai em nó đam mê bóng đá quá. Thí dụ như là đến chiều đi học về đến nhà là vứt cặp sách là đi đá bóng luôn. Mà lại đá bóng hay nữa. Nên là thôi là cũng với lại bố của hai em cũng đam mê bóng đá. Còn mẹ thì lại hướng hai em đi học. Thế nhưng mà mẹ thì phải lại chiều chồng để cho hai con đi đá bóng. Hai anh em thì nhiều khi là nếu như mà nó về, hai nó đi đá bóng về mà hai thằng nó tắm ở trong nhà tắm hoặc là nó ngủ ở trên giường. Cô Hiền về là mẹ của hai em là nhiều khi bị nhầm lẫn. Còn thì tính cách của bên ngoài thì Ngọc thì sôi nổi hơn, Nam thì trầm tính hơn. Thế còn hồi học cấp 1 ở trường tiểu học xã Hòa An này thì Ngọc là học sinh giỏi, Nam toán, còn Nam là học sinh giỏi văn của huyện. Mẹ là hiệu trưởng của một trường tiểu học, đúng không? Vậy thì lúc ấy thuyết phục mẹ như thế nào? Thì lúc đó là ba là người quyết định hết trong gia đình mọi chuyện. Chứ không phải là thuyết phục mẹ, nhưng mẹ cũng không nói được cái lên cái tiếng nói của mình. Ngày hai đứa đi sang Nam Định mẹ khóc không? Cũng có những lúc mà ba mẹ sang thăm hai anh em chiều thứ Bảy. Mà nhiều lúc mà nhìn hai anh em ngồi cầu thang nhà chú Lưu. Mà nhìn thấy ba mẹ đi về thì mẹ cũng rơi nước mắt khóc, thấy nhớ các con. Vì bọn em từ bé này, em Ngọc đã xa nhà rồi. Lúc năm 9 đến 10 tuổi đã lên thành phố Thái Bình để chuẩn bị cho các giải U11, U13. Xa nhà rồi, chỉ có hè mới được về lại với gia đình. Vậy khi Ngọc vấp ngã thì mẹ thế nào? Mẹ buồn, mẹ cũng buồn. Cái sự nghiệp của Ngọc cũng làm cho mẹ buồn nhiều, nhưng mà buồn thì cũng một phần đó bây giờ cũng là con mình. Khi sinh đôi hai em Danh Ngọc và Nhật Nam, bên ngành giáo dục mà hai con lại theo nghiệp và đá bóng thì cái nỗi niềm của người mẹ lúc này nó cũng nhiều cái đan xen. Thứ nhất là cũng vừa mừng nhưng lại cũng vừa lo, sợ con mình theo nghiệp bóng đá thì sẽ bỏ bê việc học hành. Đã là phát triển thì toàn ngành giáo dục thì phải phát triển chung và phát triển toàn diện mọi mặt, thì bên cạnh việc học thì cũng có thể là phát triển về thể chất, cho nên là mình cũng chiều theo cái sự đam mê của con và sự lựa chọn của con. Trong cuộc đời của người làm cha làm mẹ mà luôn luôn đồng hành với con trên con đường sự nghiệp thì có cả niềm vui và nỗi buồn. Niềm vui là khi mà các em thành đạt ở các đội tuyển, các U, nhưng mà cũng có những cái nỗi buồn là khi mà em Danh Ngọc đã phá rào từ Nam Định sang đến Ninh Bình, và cái khoảng thời gian này là em phải chịu án kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, thì gia đình cũng rất là buồn, nhưng bên cạnh đó thì cũng luôn ở bên cạnh em để động viên, khích lệ em vượt qua được cái giai đoạn khó khăn nhất này. Còn em thì sao? Đã bao giờ là mẹ khóc chưa? Em mẹ khóc chỉ có lần không nên nuôi ba mẹ khóc. Yeah. Thất vọng mà khóc đúng không? Thế còn khi em đá, Ngọc đá thì bố mẹ có thường xuyên đi xem không? Dạ, có thời điểm Ngọc đá Ninh Bình, em đá Nam Định, gia đình chia nhau ra đi xem. Có những thời điểm đi xe chung, lúc ấy còn ở câu lạc bộ Nam Định, nhưng có thời điểm thì chia nhau ra đi xem. Ngọc có thể là đi ba đi, mẹ với bà này có thể là đi xem em. Đó cũng là câu chuyện cũng rất là thú vị đúng không? Bây giờ khi mà em nghĩ lại những cái ngày tháng đó, nghĩ lại toàn bộ chặng đường sự nghiệp của mình, nếu như được quay trở lại từ đầu ấy, thì em có nghĩ rằng mọi thứ nó sẽ khác đi không? Sự lựa chọn của em, những cái thời điểm mà em chưa vượt qua được, em thấy hối tiếc và em nghĩ thế nào về tất cả những điều đó? Em không cảm thấy hối tiếc, nhưng mà nếu mà để được quay lại cái thời điểm mà con người mình bây giờ, quay lại với cái quãng thời gian sự nghiệp mình đầu thì nó sẽ khác, thì nó sẽ chín chắn hơn. Trong Phương Nam Show thì anh muốn hỏi thật và mong muốn là Nam trả lời thật. Tại vì cũng đã có những thông tin, có những tin đồn là Nam cũng trong cái thời gian chán trường ở Nam Định, rồi trong những cái thời gian mà mình không thành công ấy, thì người ta nói rằng ông này cũng chơi bời, cũng có dính líu đến tệ nạn. Hôm nay trả lời thẳng thắn, trong suốt cả cuộc đời của mình, em đã bao giờ em đã dính đến những cái việc liên quan đến tệ nạn, các cá độ hay là bay lắc, cũng giống như những cái một số cầu thủ của chúng ta đã bắt. Nó bảo nếu mà bảo Nam Định để mà dính vào tệ nạn thì hoàn toàn là sai sự thật. Đó chỉ là cái tin đồn thôi, chứ còn lúc mà ở Nam Định là em cũng chỉ tập luyện xong về nhà, chứ có thời gian đâu mà lúc ấy là cũng quen một người đó, chứ không có cái chuyện mà đấy như vậy. Thì ví dụ như có thể cũng có người ghét mình, có thể người mà thích mình, nhưng có thể là cái tin đồn mình, vì mình là cầu thủ, mình không tránh được những cái chuyện đó, nên mình chấp nhận với cái tin đồn đó, nhưng mà mình làm miễn sao cái con người mình thật là được. Ở đấy là chia sẻ, anh nghĩ rằng cũng rất là thẳng thắn và mọi người cũng sẽ hiểu em hơn. Nhưng có một thông tin khác, đó là sự nghiệp của Nhật Nam cũng bị ảnh hưởng bởi những đôi chân dài. Đúng, có thời điểm, có lẽ là sự thật. Cái đó thì là em nhận, đó là một cái sự thật. Có thể nhưng lúc mà ở Thành phố Hồ Chí Minh, năm cuối cùng của sự nghiệp, năm thứ hai ở Khánh Hòa, em bị chi phối vì những chuyện tình cảm. Chia sẻ kỹ hơn một chút nữa được không? Dạ, được rồi. Thế điều gì đã giúp cho Nhật Nam thay đổi? Và từ một hot boy, từ một có thể nói là một phần nào đó là bad boy, đúng không ạ? Với những cuộc chơi, với những cô chân dài, để rồi trở thành một người đàn ông của gia đình. Thậm chí là sẵn sàng hy sinh sự nghiệp của mình để chăm chút cho vợ, cho con. Có lẽ là cái người phụ nữ hiện tại đã làm thay đổi em đúng không? Đúng rồi, là vợ em là bước ngoặt trong cái sự thay đổi chín chắn từ con người, từ cái cách ăn nói chuyện với người ngoài, hay là từ cách mà sinh hoạt hay như nào, em cũng thay đổi. Là người vợ bây giờ là bước ngoặt. Chia sẻ một chút sao hai người lại gặp gỡ nhau? Thì lúc đó em chia tay những cái cuộc tình trước, thì em Nam Phong thì vô tình lướt Facebook thì gặp được bà xã của mình bây giờ, thì nói chuyện thì mình cảm nhận được, nghĩ về gia đình, người phụ nữ gia đình, từ ngoại hình, từ cách sống, là một người phụ nữ gia đình, là mình mới cảm nhận được đó là người phụ nữ của cuộc đời mình. Thế này em mới muốn dừng các cuộc chơi. Em thích nhất điểm gì ở cô ấy? Em thích cái điểm mà no toan suy nghĩ cho chồng, suy nghĩ từ đến cái sự nghiệp, suy nghĩ đến từng đến cái giấc ngủ của chồng. Và cô ấy có ủng hộ em đi theo con đường bóng đá này không? Khi em quyết định đi đá bóng thì cô nói gì? Có những thời điểm vợ em thì không thích bóng đá, nhưng mà em chọn cái gì mà cái nghề đam mê của em từ trước giờ. Em cũng nói tâm sự với cô ấy, cô ấy cũng hiểu được em và ủng hộ em trong cái thời gian em quay trở lại. Thế còn tương lai xa hơn nữa, em đã từng là một huấn luyện viên bóng đá cộng đồng và em cảm nhận thế nào về công việc này? Thì nó cũng là cái niềm đam mê của cầu thủ. Ai mà nghỉ đá bóng thì cũng muốn ở cái môi trường đá bóng. Thì có thời gian em về em cũng mở lớp cộng đồng, thì thấy được, cảm nhận được thì mình được còn những cái gì mà có thể truyền đạt lại cho lứa sau, thế hệ sau thì mình truyền đạt những cái gì mà mình đã đi qua rồi, tốt nhất cho các em. Có xác định rằng đó sẽ là con đường tương lai của mình sau này không? Cũng có thể, vì chưa biết ngày mai như nào, chưa biết được hôm nay mình như nào, nhưng mà cứ lúc bữa đầu tiên là suy nghĩ trong đầu mình là sẽ đi học bằng huấn luyện viên và theo đuổi cái con đường huấn luyện viên. Như vậy là chúng ta cũng đã trải qua một cuộc nói chuyện tương đối dài với tất cả những thăng trầm sự nghiệp, với những băn khoăn, với những bức xúc, với những trăn trở về Nam Định, về thành phố, về Khánh Hòa, rồi tất cả mọi thứ liên quan đến gia đình của mình, liên quan đến cậu anh em sinh đôi của mình nữa. Bây giờ có một lời chia sẻ giải bày với những khán giả của Thành Nam về những khúc mắc trong lòng em trong suốt thời gian vừa qua thì em sẽ nói điều gì? Chỉ muốn nói đến khán giả Nam Định, những ai thực sự mà đúng là khán giả biết coi đá bóng thì hãy nghĩ cho cầu thủ. Cầu thủ không phải là đã ra đi rồi, không phải ghét Nam Định, không phải ghét bóng đá Nam Định, mà cầu thủ khán giả hãy đặt địa vị mình vào cầu thủ với biết được cái nỗi khổ của cầu thủ, vì là những trụ cột kinh tế của gia đình nên người ta phải cố bước đi để kiếm tiền nuôi chăm sóc cho gia đình, chứ không phải là phản bội bóng đá Nam Định. Nhiều cầu thủ có thể, nhiều bọn em có thể suy nghĩ muốn trăn trở về bóng đá Nam Định, có thể lúc mà đội xuống đến hạng nhì, nó có đến đi đội khác rồi nhưng vẫn mở máy ra xem đội mình hôm nay đá như nào. Đó là những cái trăn trở. Mong những cái khán giả thật sự yêu bóng đá Nam Định hãy hiểu, chứ đừng nhìn vào một phần ghét bỏ bọn em hay là trách móc bọn em đi theo tiếng gọi đồng tiền, nhưng không phải vậy. Đó là một phần, vì bây giờ đi đá bóng là cuộc sống, chứ không phải là đam mê chỉ là một phần, còn cuộc sống gia đình nữa. Vậy một lời khuyên với các cầu thủ trẻ sau những gì mình đã trải qua, sau những gì mình đã va vấp, sau những gì mình đã trưởng thành? Chỉ có lời khuyên với các cầu thủ trẻ đến thời điểm bây giờ suy nghĩ được ra rồi. Cầu thủ trẻ bây giờ hãy cố gắng phấn đấu, chăm chút cho nghề từng chút một. Có thời gian rảnh rỗi thì hãy chăm chút cho nghề, quên đi những cái cám dỗ hay là cái gì đó bên ngoài, để đến khi mà không phải hối hận này cái sự nghiệp, có những sự nghiệp của mình. Rồi, một lần nữa cảm ơn Nam về những câu chuyện ngày hôm nay. Cũng đã hiểu hơn về em, cũng hiểu hơn về con người cũng như là cuộc sống của em, cũng như cái trăn trở và những cái suy nghĩ. Và có lẽ là qua chương trình này thì những khán giả, và đặc biệt là khán giả Nam Định thì họ cũng sẽ thông cảm hơn với những trường hợp giống như anh, giống như em, con người Nam Định xa quê và không thể cống hiến được nhiều hơn cho bóng đá của quê hương mình, đúng không? Nhưng ở một nơi nào đó thì chúng ta vẫn là một người Thành Nam, đúng không? Đúng, chúng ta vẫn cổ vũ và dành tình cảm cho những đội bóng thân yêu của mình, đúng không? Chúc Nam sẽ tiếp tục có những sự lựa chọn đúng đắn trong công việc của mình, cũng sẽ rút ra được những cái bài học trong cái cuộc sống của mình để có được một cái tương lai vững vàng và ổn định hơn. Có thể là sau này đá bóng 1-2 năm nữa, có thể là trong công tác huấn luyện cũng sẽ truyền đạt được những cái niềm đam mê, những cái kỹ năng, những cái kiến thức của mình cho lứa cầu thủ trẻ, đúng không? Và hy vọng rằng biết đâu nữa nhìn thấy Nhật Nam trong một cái ban huấn luyện nào đó ở V-League ở hạng nhất chẳng hạn, đúng không? Các bạn thân mến, đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Cuộc đời của Nhật Nam tôi nghĩ rằng nó cũng là một câu chuyện đầy thú vị, đầy hấp dẫn về những tài năng, những cậu bé mà xuất phát từ những vùng quê như Thái Bình để rồi sau đó được đặt rất nhiều kỳ vọng, nhưng cũng có những lúc làm được, cũng có chưa làm được. Nhưng điều quan trọng là qua những câu chuyện như thế này thì chúng ta thấy được rằng có những điểm nào chúng ta cần khắc phục, những điểm nào mà chúng ta có thể nhìn vào cuộc đời và sự nghiệp của bạn ấy để tự rút ra những cái bài học cho mình. Những chia sẻ của Nam trong phần cuối chương trình cũng là những điều mà khiến chúng ta cũng có thể suy nghĩ để chúng ta hiểu hơn về cuộc đời và cầu thủ bóng đá. Đó là lời kết của chương trình ngày hôm nay. Còn Phương Nam Show thì sẽ tiếp tục với những vùng đất mới, mảnh đất mới để tìm kiếm những câu chuyện thú vị gửi tới cho tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy subscribe nút ở bên dưới màn hình. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện bóng đá, những câu chuyện hậu trường, những màn phân tích về mặt chuyên môn và những lát cắt sâu về mặt chuyên môn của cá nhân Phương Nam cùng với những vị khách mời.